một chút rồi thôi anh ơi một chút rồi thôi thở thở am quýt thở thở đưa cái đầu lên mà thở đưa cái đầu lên mà thở đưa cái đầu lên gần một chút nữa thôi à, chào mừng anh em lại trở lại với trung uh, gaming cùng tôi chơi tiếp con game sinh tồn trốn thoát khỏi thái bình dương tiếp gia đêm trong tập này thì uh, tôi sẽ tôi nghĩ là tôi sẽ rời hòn đảo này luôn đi anh em tôi sẽ coi như là lấy uh, nguyên liệu tiếp xong rồi tôi xây nhà một chút đi xong rồi tôi sẽ qua một cái đảo mới cái đảo này cũng chẳng còn gì nhiều đâu và tập trước thì đi lặn biển thì cũng chả có được kho báu uh, tàu đắm hay con mẹ gì đó, anh em cho nên là tốt nhất là mình nên rời khỏi biển và việc đầu tiên đó là á à, cha ơi để cho sống thêm tí đi. Đây việc đầu tiên đó là có anh em nói là mình phải đốt anh em. Mình có dầu rắp farm ôi đây, mình có dầu thì mình phải đem nung nó lên thì nó mới ra dầu đúng không? Tôi quên cái công đoạn này nữa. Bây giờ tôi sẽ bỏ nó vào thử xem play bỏ vào Đúng rồi Và chích bà ờ, uh, Thịt chín rồi lấy lên Ôi trời ơi Thịt chín của mẹ nó rồi Khét luôn rồi anh em ơi Tôi tôi ăn luôn đi Ờ uh, thịt khét thì ăn những được mà <laughs> Thịt khét rồi ăn được có tí xíu rồi anh em ơi Đây ăn được có mấy mê mấy, mấy trừ trừ đối Trừ cái cái cơn đối được có tí teo Trong khi thì Thịt ở đây thì nó Lâu chín lắm em thấy không Mới có sáu mấy phần trăm mà cũng đúng đi mẹ con cá nó nhỏ, nhỏ tí teo mà anh em bởi vậy nó mau chín là cũng đúng rồi ừ đâu rồi để tôi xem xem còn con cá nào nữa không đây cái này là cá tôi đã ăn luôn đi cá này là đã chín cút salmon là anh em ok không còn đói nữa bây giờ chỉ còn khác thôi mà cái con game này bây giờ tôi mới thấy nó 21 phần trăm ok chờ thêm tí đi anh em tôi mới thấy cái con game này nó cái vấn đề mà uống nước của nó cũng khá là căng đấy mình phải tìm cách uống nước nha anh em này hey. Rồi tranh thủ để coi coi cái cái đèn bữa tôi đem đâu rồi đây, đây đây. Tôi sẽ nấu xong rồi tôi sẽ đốt đèn lên thử coi nè em để coi như là buổi tối không có phí thời gian cái buổi tối nữa. Tamina nước lăm cũng được đây. Ok, tôi sẽ bắt đầu đi chặt củi thêm tí đi anh em. Tôi đi chặt lá dừa, trái dừa đi anh em, đúng rồi đúng rồi, lá dừa với lộn Ô lá, lá lá chuối tôi lộn hoài. Lá chuối chứ để mà xây nhà lợp thêm một cái bức tường lá chuối nữa coi ô Cái gì đây? Aaaaaa! À, papaya! Tôi được trái đu đủ nè anh em ơi! Bây giờ mới biết. Ui ui ui... Hóa ra ở đây có một đống đu đủ, đủ luôn. Ở đây có nhiều cây đu đủ, đủ lắm anh em ơi. Mà ăn đu đủ, đủ có khác nước không ta? Được được uh, nước không? Hết! Mùi hết luôn nè anh em. Có cả vitamin C luôn này. Ừ... tuyệt vời luôn. OK, ăn ba trái tôi đủ nha anh em, ngon quá, tôi có chín trái tất cả. À, bây giờ mới biết à, yeah, bà nó OK, mấy cây tôi đủ thì tôi cũng để lại đi. Ở bữa tôi thấy có mấy cây chuối bị hư, bị bị bị. Uh... OK, tôi tiến hành đi uh, lượm nguyên liệu xây nhà này nọ nha anh em được một ít lá chuối rồi xong rồi cũng phải canh lửa với lại canh dầu cái để coi coi thật chính chưa ờ cam cút luôn rồi ok còn cái này hai phần trăm nữa cái này cũng sắp xong rồi nè anh em tôi sẽ bỏ thịt thà vào trong kho hết rồi ok thịt cũng đã chín và đây dầu dừa của tôi cũng đã chín rồi anh em bây giờ thì sao có dầu bây giờ bỏ vô đúng không ngon lành anh em ngon lành rồi thả nó xuống bây giờ đâu làm sao để uh, uh, để xem cái lại Ờ uh, làm sao để lên đèn làm sao để lên đèn anh em hay là mình cũng phải uh, mình cũng phải đốt đúng không? tôi có nửa lít dầu nè nhưng mà đốt như thế nào làm sao để đốt dầu <laughs> à, cái này là làm sao để đốt đầu dầu ta hay là cũng phải lấy cái đồ đây uh, đây để tôi lấy cái đồ này ra xem lạ kỳ ta hay là mình cũng phải chấm lửa vào à, 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 cuối cùng đã có đèn dầu anh em ơi <laughs> ok vậy là bây giờ ai này tôi có thể đi là đi có thể tôi có thể làm việc ban đêm rồi nha anh em bây giờ thì để nó xuống hay, xong rồi chặt cây lấy lá này nọ anh em ơi bây giờ mình vừa cầm đồ mà cầm một tay được không ta không được anh em ok tôi cứ để đó đi nhìn cho nó sáng sáng đi anh em ok tiếp tục với công việc thu dọn thu gom nguyên liệu nha anh em ấy coi như là buổi tối để tôi xem mới có 41 mươi và tôi coi như là tối nay tôi làm việc xuyên thâu đêm luôn nha anh em để coi như là bình minh ra tôi chỉ việc tôi lên đường thôi à ngon con là anh à, tiến hành thôi tôi đang rất là sung sức anh em <laughs> đấy tôi có rất là nhiều thùng tôi làm thùng nhiều anh em cho nên là bây giờ mình có thể đập cả coi như là đem theo một đống đá này luôn và ngu gì tự nhiên lấy đây lấy cục đá này đập nó ra luôn tự nhiên lấy búa đập chi cho tốn hư 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 cái công cụ của mình làm gì Đấy, cái đá mấy cái đá này coi như là bên cái đảo kia tôi tôi thấy hiếm tôi tưởng là hiếm lắm anh em ai về qua cái đảo này một đống luôn và nói chung thì sau này cũng phải chế tinh, tinh, tinh chế là nhiều dầu nha anh em chứ uh, xài nãy giờ nó cũng khá là tiêu tốn nhanh đấy anh em xem này nãy giờ xài thì còn có không phích ba tôi nghĩ là tôi sẽ đi uh, tôi sẽ tắt đi anh em để chừa dầu ok tắt bớt đi đêm nay cũng có ánh trăng mà đêm nay nó nói chung là cũng không có tối lắm anh đúng không em em đêm nay hình như là trăng rầm hay sao ấy đây này cắt nửa vân trăng nè anh em cho nên là khá sáng, tôi sẽ làm việc ở dưới ánh ánh trăng luôn, không cần phải đốt đèn làm gì tốt dầu. xong rồi thì tôi cũng sẽ làm một ít dây anh em để mà coi như là quấn mấy cái lá chuối này lại coi. À, đây năm lá chuối này nè, anh em biết sao không? mình đem mình bỏ, mình bỏ cái lá chuối này vô kho cũng được nhưng mà nó sẽ nặng hơn. nếu như mà mình mà gom nó lại, anh em mình làm thành một bó thì nó sẽ nhẹ hơn, thì mình để được nhiều hơn trong cái túi đồ của mình vậy ấy. <laughs> chứ không phải mà tự nhiên mình phải đi bó lại làm gì đâu và tôi sẽ làm để coi năm lần một cái nè em một có gì mình đi gói bánh chuối ăn cũng được à, đấy xong rồi uh, phải có một cái gì nữa à, hình như là tôi xem à uh, à đúng rồi tôi để vô luôn rồi tiếp pack ok ngon rồi đây bỏ vào trong uh, năm này luôn và tới là quần què gì đây ờ à, không uh, không bỏ vào đây được à, à uh, <laughs> À, không bỏ được anh em à, tôi, tôi, tôi cứ tưởng là mình phải bỏ được vào cái uh, đâu <laughs> ai để đúng là không bỏ được nếu vậy mình chưa thể uh, mang theo và bỏ trong nhà vậy hả đúng không tôi nghĩ vậy hả đúng rồi anh em mình cứ để lên thôi đúng không đâu để tôi kéo bè đi em ôi cha vậy là cái này là sao ta mình phải để vô cái uh, đâu để tôi kéo nó bỏ vào đây coi không biết nó có cháy không ta <laughs> thử xem anh em tôi có sếp rồi cho nên khỏi lo ờ uh, uh, à, đúng rồi ok cái này nó không có cơ chế cháy nha nếu như mình đi bè thì nó sẽ bị trôi thì bây giờ mình để vô trong nhà của mình thì nó đâu có trôi đúng không anh em đây thử thử kéo đi xem nào 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 ờ uh, quần què gì đây đúng rồi anh em mình làm kiểu ôi mẹ <laughs> bè bay nữa kiểu mình đóng cho nó bè anh em mình kiểu mình quay nó lại thì nó sẽ không bị trôi đi đúng không bè lạ kỳ ta kệ nó cũng đỡ vậy đi tôi muốn thử ai về tôi tự tôi, tôi bỏ vô kho được chứ má là lạ kỳ và ở đây nó có cũng khá là nhiều cây chuối anh em tôi sẽ tận dụng luôn tôi sẽ mở rộng thêm căn nhà và tôi sẽ lấy tôi sẽ xây nhà bằng cái cột lá chuối anh em bởi vì cái vật liệu cái cây chuối này thì nó là một cái vật liệu khá là coi như là khá là chắc chắn anh em dùng để xây nhà là quá tuyệt vời luôn có sẵn thì mình nên tận dụng luôn rồi tôi sẽ xây cái nền trước nha anh em cái khung cái đã Tôi sẽ mở một cái lầu để đi lên trên đi anh em. Đây để dưới mình để kho đồ này nọ, bả đồ linh tinh xong ở trên này tôi sẽ dời cái chỗ ngủ mình lên trên làm một cái hiên cho nó đẹp nha anh em. Xong rồi thì cũng sẽ gắn một cái uh, Quick beam ờ uh, size beam này cũng được đi. Table nè, bây giờ tôi 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 sẽ tôi, tôi xây những cái đồ xịn sò đi anh em ơi. Đúng rồi đấy. Ok bằng cây dừa luôn nha. Và tôi sẽ làm việc, đêm nay tôi sẽ làm việc cho tới cỡ 80% mệt mỏi đi anh em rồi tôi sẽ đi ngủ Và có vẻ cũng đây mặt trời cũng xuống, mặt trăng cũng xuống, có vẻ đã bắt đầu khá tối đó mà không còn thấy đường để mà làm việc nữa Cái yeah, wood, trơn và đóng bốn cái nữa vậy là đã có cái khung và bây giờ tôi sẽ thử lợp bằng lá chuối luôn nha anh em à, đây để tôi xem xem cái tường bằng lá chuối nó có cái loại tường open đen tay phải có cửa sổ mới đẹp chứ À, tôi không biết nó có nó có cơ chế kiểu giống như là mình xây cửa sổ thì gió nó sẽ thổi vào anh em sẽ làm cho lửa nó mau tắt hơn hay sao ấy tôi cũng không biết nữa nếu vậy thì tôi cũng đây xây thử xem dạ à, nhưng mà giờ tôi mới để ý nha anh em vật liệu bằng cỏ cao là thôn grab nó sẽ ngon hơn cả lá chuối luôn nè anh em đây và thôn grab thì hình như là ở đây tôi vẫn có thôn grab này cần ba cái Ờ vậy uh, tôi có đủ mà anh em vậy thôi tôi xây bằng à... Uh, Ôi tôi xây bằng cỏ đi mất mớ gì phải đi xây uh, banana làm gì đúng không Nhưng mà để tôi xem có vẻ nên tôi nên đi ngủ đi anh em có vẻ trời tối lắm rồi Tôi thì lại tiếc dầu anh em ơi <laughs> uh, Còn có không 3 lít à thôi cả để để tôi đốt tôi làm đêm nay luôn đi Đây đây cầm lên Ờ, uh, và mỗi lần cần mỗi lần làm như vậy là phải đốt lên ấy khổ vậy anh em yeah. Đây nó cũng không có không có sáng hơn được bao nhiêu đó, anh em thấy không? Ừ đây để đây coi để tôi chỉ sợ nó rớt xuống dưới cái nền bè đó anh em nó bị bất lại mất luôn thì khổ. Cũng không có sáng được bao nhiêu đâu. Thì thôi kệ đi. Ờ ừ, đem nó lên bờ đi anh em. Để đây đi xong rồi tôi đi ngủ luôn đi. Tắt đèn ok, thả xuống và bây giờ mặt trăng nó lên cao rồi không biết bây giờ mấy giờ luôn khổ bây giờ lại sáng rồi nè ok làm tiếp luôn <laughs> à, để tôi xem à, bay sẽ à, anh em thấy không cái cỏ này khá là ngon đây nếu vậy tôi sẽ xây đầu tiên là phải cái nóc trước nè không cái khung trước nè đấy cùng nó bên đây này một cái xong rồi bây giờ đặt lên cái nóc cái nóc thì tôi sẽ làm cái nền ở trên luôn anh em và cái chỗ này chắc tôi làm một cái cầu thang để đi lên đi không tuyệt vời luôn rồi, tone grab cần ba cái <laughs> tone grab long stick và một small stick nữa là xong cái, cái nền cũng xong thêm mấy cái long stick bốn cái long stick nữa đóng 12 cái là sẽ xong cái nóc <laughs> Và để tôi xem tôi đóng xong này chắc tôi đi ngủ nha anh em Bởi vì cũng đã Đây tôi cũng đã mệt rồi 81 rồi tôi nên ngủ đi Để cho trời sáng làm việc cho dễ luôn đi Nãy giờ làm trong bóng đêm Có vẻ hơi mỏi mắt rồi anh em Ok mình sẽ đi ngủ thôi đây và ngọn lửa uh, riêu riêu vậy đủ rồi anh em Không cần phải uh, lớn lắm đâu Full red luôn Rồi Good night anh em Sáng mai mình sẽ làm việc tiếp à, Và tôi coi như tôi làm làm việc xuyên đêm cho nên tôi vừa ngủ dậy là cũng đã hừng đông rồi nè anh em Bình minh rồi anh em ơi ngọn lửa cũng đã tắt Rồi báo hôm nay là tôi sẽ làm thêm một tí nữa rồi có vẻ đầu giờ trưa nên anh em là tôi sẽ rời khỏi hòn đảo này thôi Ok xem cái đã tính gì tính Và để tôi xem thôn grass ở đây 1 2 3 thôn grass ở đây thì cũng còn đủ cho một bức tường cỏ nên nè à, nếu vậy tôi sẽ lắp luôn hai ở hai cái tường phía sau đi anh em À, một cái tường cỏ ngay đây hả? Nhưng mà nếu vậy thì cái bánh lái của mình như thế nào? Ờ. À, nếu vậy tôi để tôi sẽ không lắp chỗ này, tôi lắp hai bên này thôi được không ta? Tôi nghĩ là lắp lắp luôn cũng được á anh em. Tôi nghĩ là vậy đấy. Đâu đâu, đâu để để làm lại coi. Ờ à, nó sẽ nằm kiểu vậy nè đúng không? Đấy, xong rồi á. Có thể lái tàu bình thường mà. Đúng không? đâu để thử xem đúng rồi anh em vẫn có thể lái bình thường nào nhưng mà hơi khó nha a à, cha chơi vậy không được đúng rồi anh em nói vậy tôi xây bức tường ở đây đi xong rồi tôi tôi lái ở bên này tôi qua đây tôi lái cũng được mà đâu cần phải lái bên này xong rồi cái ở đây tôi sẽ phá bỏ cái bức tường ở giữa này đi đúng không cũng được đây rồi ok xây thôi kiểu thiết kế mà cũng phải cho nó sinh tồn nhưng mà cũng phải cho nó đẹp đẹp một tí nha anh em Chứ mà kiểu xây nhà xấu quá nó cũng kỳ Cái bè mình ở mỗi ngày mà đúng không em cũng phải cho đẹp đẹp tí chứ cái okay, long stick và small stick đã có đủ Vậy là tôi thêm một được bức tường nữa <laughs> Bắt đầu ra vé một căn nhà trên biển ha anh em Xong rồi tôi sẽ làm một cái cầu thang đi lên Tính tới chuyện cầu thang được rồi đó Xong rồi phải bỏ cái phá bỏ cái bức tường này đi nè Tôi nghĩ là mình sẽ phá cái bức tường này đi Và phá như nào I'm thirsty á à, cha Tôi bị khát 51% rồi nha anh em Nếu vậy thì tôi sẽ Hình như có trái dừa ổ lộn Có Hình như nãy tôi để mấy cái trái ăn ăn đỡ trái tôi đủ, đủ đi anh em Nó vừa có nước nè Đúng rồi Và nó có cả đói nữa Cũng được đi ớt như đây cũng được rồi lát nữa có gì tôi bổ vừa tôi uống cũng được rồi anh em ơi. đang xây dựng nhà coi như là xây mê để nửa chừng nó hơi cắt cái nguồn cảm hứng làm nhà thầu của mình. Ok để xem xem làm sao để đập cái này ta để phá nó hôn là hết ta à đây 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 rồi phá bỏ cái bức tường rồi đi. Rồi ngon lành và nó trả lại vật dụng cho mình luôn nè anh em Cũng khá ngon Còn cái cây cột thì tôi vẫn giữ lại đi để cho nó Nó chống nha anh em đúng rồi Để nó, nó chống nó chống chọi với bão với nó chống được cái cái máy với. Chứ không thôi là mẹ có khi mình rút cái, cái cái cái, cột nhà này ra nó lại bị Coi như cái khúc này nó bị yếu rồi anh em Rất là dễ bị sập nhà Ok bây giờ thì ý, 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 là một cái cầu thang Tôi nghĩ cầu thang bự hay gì hả trời Ừ vậy thì cũng được đây Nhưng mà đi ra đi vô thì sẽ rất tốn thời gian Cái chỗ này thì tôi định là Ờ à, Nó vậy mình làm nhỏ thôi Đúng rồi Đâu cần bự quá anh chi đâu nè Đâu và sao sao nó nằm nó nằm ở giữa vậy hả Nó không có nằm ngang qua bên được anh em ơi Nó phải nằm ở giữa vậy nè Ôi giời là kỳ ta Nếu vậy tôi để nó ở bên đây đi ấy cũng được ha Sao mình leo đi leo lên đây thôi Rồi tiến hành luôn Thích Brand và small stick thích Brand Ok, đi lấy anh em Đây, đã có thích Brand và hai cái Small Stick Hình như tôi để nó gần nước biển anh em Củi mà tôi để gần nước biển là nó sẽ bị giống như bị hơi ẩm hay sao ấy Tôi tôi nãy giờ tôi tôi, tôi chắc nó còn khô Tôi đem ra tôi để gần gần biển cho trên ở trên bèo của tôi nè Tự nhiên tôi thấy nó quét, nó ướt hết nha anh em Ok, khá ổn, đây chỉ việc như nấu củi ở đây xong rồi leo lên đây thôi đúng không? Trời ơi, tuyệt vời đấy, cũng nào à, đi lên xem đấy anh em và cái chỗ này cái chỗ này mình vẫn đi qua đi lại được này có gì mình làm cái lan can ở đây cũng được đâu và ở đây nó có lan can không đây là anh em basic really long stick small stick cũng khá là dễ xây đau ổ đi mà làm sao nó nó xây ở dưới này thôi hả? À. để xem xem cái cơ chế xây của nó như thế nào đây maybe build only between Tupila, xây okay. cũng cần phải có hai cái uh, hai cái cột chống trời nha anh em. À nếu vậy thì mình tại sao mình không xây ở đây? Mà chỗ này đâu cần uh, chắn gió làm gì? Chỗ này để tôi uh, lái tàu cũng được mà anh em. Ai và mình cũng có thể đứng đây kiểu mình lái mình lỡ mình mình dựa lưng vô đây nè kiểu buồn ngủ uh, mẹ bật ngửa té xuống biển nữa thì khổ đúng không? Làm cái này để che chắn lại anh em. Ok <laughs> Là cái gì nó cũng phải có logic Cái tem smooth stick <laughs> Mẹ không thôi Đây đây để tôi xem <laughs> Để xem em mình có cầm được cái bánh lái không Mẹ không cầm được thôi thôi Mẹ nãy giờ <laughs> tin tướng Basic jelly Cái quần què <laughs> Hình như là không có cái nấm được anh em Nhưng mà chắc cũng không cần đâu Bởi vì mình lái tàu hình như là mình tới tàu bằng cái này cũng được nè anh em Bằng cái UI selling này cũng được này đúng không Ê. tạm ổn vậy đi anh em Cũng khá ổn rồi đây Rồi bây giờ việc tiếp theo là tôi phải đem mấy cái thùng lên anh em Tôi sẽ coi như bắt đầu đem mấy cái thùng lên Đóng bỏ lên bè hết Và việc đầu tiên tôi nghĩ là tôi sẽ Để coi coi nếu như vậy anh em tôi sẽ đem cái đống lửa đó qua kế bên cái chỗ ngủ của tôi xong rồi mấy cái thùng này tôi để qua đây được không cũng khá là được đấy nhưng mà hình như cái chỗ này nó hơi nó hơi bị nó hơi bị chập nè, nó bị kẹt kẹt cái gì ngay đây nè đúng không à, ok để tôi xem xem mình sẽ phá cái này ra trước cái đã đậu phỏng nó cái này cái nút ngồi như thế nào đó vậy thôi tôi chắn cái này làm gì anh em đúng không vậy thôi tôi phá mẹ nó cái bức tường này đi ừ để bức tường này làm cái gì đấy vậy đi rồi đem ra hết cần gì phải xây tường ở đó nữa mình cứ làm một cái khu coi như là sinh hoạt ở dưới này luôn đi đấy, không cần phải phá đi xây lại quá nhiều đấy xong rồi sẽ coi như là đem mấy cái thùng này để nó nằm ngang lại thấy không nó sẽ chuẩn chuẩn chỉnh hơn nè anh em thấy không ấy tuyệt vời ha à, và cái này tôi mới để ý anh em không cần mình phải nằm cái bánh lái mình chỉ cần ngồi ở đâu cũng được nè thấy không chỉ cần nhìn xuống cái bè của mình và mình cũng có thể ui sao ui là mình cũng có thể lái nè đâu cần phải coi như phải đi vô trong đây đúng không Đấy, đúng rồi không cần anh em nếu vậy thì cứ quăng mẹ nó đồ <laughs> quăng mẹ nó đồ qua bên đây đi đúng rồi đây đây để, để để tôi xem xem để dọc hay để ngang hợp lý hơn ừ, để nào nào mình lên coi để ngang vậy nó sẽ dọc như vậy nó sẽ hợp lý hơn đúng không anh em, nó sẽ tiết kiệm được diện tích hơn nhiều đúng không? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi ok, tôi sẽ tháo cái này ra luôn. Đấy, xong. <laughs> Pick up để nó sẽ để nó dọc vậy luôn. Nào, mày nằm mày nằm lại coi. Đàng hoàng lại coi, làm cái gì mà cứ bè, méo 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 nhìn kỳ vậy? Nào. <laughs> ừ cũng được đi, nào kéo nó qua. Ủa sao sao nó không có dính vô được ta? <laughs> tôi cũng không biết làm sao cho nó đẹp được nữa. Ở để cứ để tạm vậy đi. Đây, xong rồi quá à... quên. À, mình phải à, đây attach nó lại chứ. Đây một cái. Xong. Thêm một cái nữa. Cái này nó không có để xác vô được nữa ta. Đâu để tôi pick up nó thêm lần nữa coi để mày xác vào. <laughs> ok kệ nó để gần gần cũng được đi anh em về cầu toàn quá tôi kiểu tính làm thiết kế mà anh em cầu toàn cho nên là phải chuẩn chỉ chuẩn chỉnh từng địa điểm nha anh em nó phải thẳng hàng với nhau về bây giờ vô đây chơi với con game này sẽ khó chịu quá ừ rồi kệ luôn rồi dính vào ok rồi cái thùng thứ hai qua đây quăng mẹ nó lên đây luôn đi rồi cái thùng thứ ba của quăng mẹ nó lên đây luôn <laughs> ok và cái thùng thứ ba này tôi nghĩ là nên để để dọc vậy đi đúng không nào ok đấy để dọc vậy luôn đi nào rồi à... ủa tại sao nó không gắn vô được thì nó có tải trọng riêng của nó bây giờ tôi không gắn vô được anh em là kỳ vậy À đây này hình như nó bị cái gì ấy Hay là tôi không cần để sát nhau quá Tôi để nó Đúng rồi Đừng có để sát nhau quá được không À nó Ok dính chưa Ủa À quên chưa có strong Drop mà Đây Ok thằng này hình như cũng chưa mà đúng không À nó đi Ủa Thằng này bị cái gì vậy ta Thằng này như nó bị gì vậy anh em tôi không có tôi không có gài dây cho nó được sao lại vậy này bè nó bị cái gì vậy rồi được chưa thằng này không có gì hay là nó chỉ cho hai thùng hay sao kỳ vậy ta đâu để tôi kéo cái thùng này thử xem em cái thùng đó nó bị cái gì á. tôi cũng không hiểu tôi cũng không hiểu lắm nè đâu còn cái thùng này thì sao nếu vậy cái thùng này để cũng ngang vậy luôn đi đúng không được không rồi kéo dây qua đấy được mà tại sao thằng này không được bị cái gì ấy hay là về tôi sẽ sẽ quay nó lại đây quay quay nó dọc luôn được không ừ cho nó vào đây luôn này rồi ủa giống như chơi xếp hình quá vậy được đấy anh em khớp 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 từng vị trí luôn nè là tại cái thằng này nó không có à đây này bây giờ mới được nè ủa sao lạ kỳ vậy hồi nãy không được anh em Ê, tôi cứ sợ bị bất như nào hay sao quay bây giờ xem cái đi ok đã có kho tôi tủ tôi, tôi nghĩ là bốn cái kho là cũng đã đủ rồi nha anh em không cần quá nhiều đâu bây giờ tôi sẽ đi lụm dừa ok lượm nước trái dừa này nọ stock cấp hết yeah, bỏ hết trái dừa ba cái đồ linh tinh ấy trái dừa đồ đánh lửa này nọ hết lên xong cùng phải đi đập vài miếng thịt cua anh em để coi như là có cái phòng bị mày đứng lại <laughs> lúc nào cũng phải có thức ăn ở trong người hết á lụm dừa luôn rồi chuẩn bị mình lên đường đi anh em tôi lụm xong cái này là mình sẽ đá nhiều quá tôi không lụm nữa còn củi này nọ tôi không cần lấy anh em tại vì đảo nào tôi thấy nó cũng có cây cỏ mà đâu có cần phải lấy củi làm gì chủ yếu là mang củi để mà đốt lửa thôi xong thì mấy cái này tôi cũng không biết làm gì nhưng mà cái thùng này nó đẹp nè anh em cho nên là tôi cũng sẽ mang nó theo luôn không oh, làm uh, kỷ vật đinh em và cái này không biết nó có cho bỏ vào thùng không ta không cho mình bỏ vào thùng Lạ vậy cũng không biết như nào nữa nếu vậy thì làm sao mình đem theo để vậy hả ok cứ để vậy đi và còn một cái uh, thùng ở đây nữa thùng này tôi cũng không biết làm cái gì anh em mình không đập được mình không chả làm được cái gì hết á không đập được không rã được cái gì hết đây nè không cầm cái gì cũng không đập được đó, anh em đây là mình phải có một cái gì đó file so ừ, à, lạ kỳ à, ở cả cứ tạm thời đem theo đi và lấy luôn cái đèn dầu này, chứ quên tôi để dưới này mém nữa tôi đi tôi quăng bà nó anh em à, cái đèn dầu thì bỏ vào đây được không ở à, đường này đúng rồi à, và con cua ở đây tội nghiệp nó qua anh em nó bị kẹt trong đây rồi Thôi, để tôi cho quá kiếp cho nó chắc nó muốn theo lên bè tôi để đi quá gian một cái đảo khác cái đảo này hết đồ ăn rồi cho nên là tôi cũng sẽ ok put cho bác đem nó theo luôn <laughs> chứ nó toại nguyện rời đảo này đi anh em rồi xem một cái nữa mình sẽ anh em biết không chơi con game này tôi hay xem thường xuyên á không phải tôi sợ hay gì đâu không phải sợ chết mà là sợ bị bất anh em thấy em, con game này nó có khá là nhiều cái bất về nó làm cho mình coi như là có khi là phải chơi lại từ đầu luôn anh em mất hết đồ đạc mình đã thu gom cho nên là mình phải uh, cẩn thận lắm. Rồi bây giờ thì uh, mình lên đường đi anh em qua một cái đảo nhưng mà bây giờ muốn muốn đi đảo thì đi đảo nào. Có vẻ như đi cái đảo kia đi, tôi thấy cái đảo kia nó có một cái cột gì. Rồi, anh em tự nhiên nó có một cái cái gì nó chỉ, nó chỉ ra nhìn khá là mắc cười. Nhưng mà tôi thật sự tôi không biết cái đảo cũ mình nằm đâu nữa, hình như nó nằm ở đảo cũ mình nằm hình như nằm ở đó đó anh em, đúng không? Ừ, đúng rồi. Tôi vậy thì mình có thể đi cái đảo này xong mình qua đây, xong mình qua đó trở về đảo chính của mình hả ca lên đường thôi thì có gì thì số phận cũng như cái anh cái, cái bộ xương khô dưới này thôi anh em ủa mà hình như nặng quá hay sao anh em đúng không nặng quá à cha hình như là nặng tôi xây nhiều nó nặng anh em cho nên là bây giờ kéo cũng khá là khó nè đúng không là do là do nó có kẹt đồ vậy dưới <laughs> cái con game này lái cách lái bè là bằng cách mình nắm mình kéo anh em còn <laughs> cách đó thôi ơ ờ, nào sao không kéo được đấy lạ kỳ ta ok bây giờ thì quay quay nó ra <laughs> ôi giời À và mấy cái thùng mấy cái đồ mà tôi không có nó không có dính chặt vô được nó bị rớt xuống trời anh em ôi bè rồi rớt cái thùng của tôi rồi Thế cái này làm sao lấy ta Cái thùng này làm sao để mà cất vào Nó không có cho tôi cất cái thùng vào đây em ơi Đem cái thùng kỹ vật này đi Không thôi mẹ tôi lấy uh, bú tôi đập được không ta À attach cũng được nè anh em À mình có thể gắn nó vô cũng được nè Còn cái này sao Cái này thì không gắn được Cái này không có gì để attach hết đây Ui giời Đấy, nếu vậy thì cũng uh pick up nó đi anh em tôi sẽ kiếm một cái chỗ nào đó xong rồi gài nó lại đây chắc để nó ngay uh, uh, đây để ngay này đây ngay đây đi phát nó center xong rồi quay qua ok tôi sẽ cho nó nằm ngay đây đi rồi uh, lấy dây bệnh ra nào attach nó rồi ok dính rồi anh em đây vì chiếc cái hộp này rất là đẹp cho nên phải mang theo rồi ok nãy giờ cũng uh, lay quay lay quay với nó bây giờ thì lên đường thôi nào mày xoay qua coi cái bè quần què này <cười> <cười> cái, cái 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 này nó như thế nào quá thôi không lẽ mẹ bay đây đây đúng rồi bè bay nữa rồi anh em ơi ôi ôi nào đây tôi phải nâng nó lên phải có một sức mạnh tâm linh nữa, anh em ơi nào nâng nó lên rồi quay nó qua <laughs> gái bè trong đây nó phi logic quá wow, hình như nó bị dướng cái gì đó, anh em ơi à, nếu vậy thì mẹ tôi vô tôi lấy đây tôi ngồi trong mát tôi lái tàu mẹ nó cho rồi đi mệt ghê vậy ờ, rồi căng buồm lên quẹo nhanh nhanh quẹo được không nhanh tôi vẽ mày lên thì nó bị kẹt rồi anh em ơi ủa đang đi đâu đây <laughs> vã khổ cái thân cái con bè quần què đây lạ kỳ quá nó bị dướng cái gì anh em à mày đi ra coi sao mày cứ bay hoài vậy mẹ tôi ghi bay anh em nhớ bên xoan đít tôi kéo kéo cái bè của nó bay mẹ cái bè lên trời anh em nhớ không không biết con game này nó có vậy không nữa nhanh nào anh mày đứng dưới này mà <laughs> đứng lẽ bè là mày phải chở tao theo chứ tại sao vậy tại sao vậy pro nó đi thằng này nó bị gì anh nè mẹ con game này chơi bực bình quá nào ô, ô. <laughs> nào đúng rồi quay đầu đi quay xe chung quay bè nhay ngay đi bè sao mình nó nghiêng dữ vậy có nói nó có lật không ta con bè này không biết nó có cơ chế lật không nữa <laughs> bè một pha dê yeah, bè đi vào bè đi xuyên không chứ không phải là lọc đất nữa <cười> ok cuối <laughs> cùng của qua quá chưa từng thấy lái cái con bè cái kiểu gì nữa. đậu vào cái con game này tao mình đi vô cái bảo đó đúng không rồi lên đường đi bắt tay ơi lên quẹo qua anh em chính thức lên đường ghé không có nói nhiều má khổ khổ với con bè thì qua <laughs> đây và tôi đi buổi sáng cho nên là cũng khá là coi như là trời đẹp nha anh em may rất là trong xanh chắc chắn đây ra mình đi đây đây và buồm đã căng hết cỡ để quên nữa sao tôi không xây thêm một cái buồm nữa không biết ba cánh buồm thì nó có đi nhanh hơn không ha để qua bên đảo kia tôi xây thử xem nha anh em Và cũng như mỗi khi Mỗi lần ra biển là nó lắc tung trời SPS nó tục thê thảm Đây tôi chọn đi cái hòn đảo đó là tại vì Nó có cái cục gì nó chéo chéo thằng kia nhìn rất là lạ anh em thấy không Nhìn từ xa có thể thấy kìa Ê. Cho nên là sẽ đi Và hình như bên phía này hết đảo rồi À còn một cái đảo nhỏ bên kia nữa kìa chung là đảo ở đây thì mình nhìn từ xa cũng có thể thấy nha, anh em cũng cũng không khó để mà định hướng lắm ok lên đường đi tôi có vẻ như tôi sẽ nằm nghỉ và ăn uống này nọ chút xíu đi anh em rồi nghỉ trưa đi đúng rồi mình ngủ trưa đi có khi là ngủ được nửa tiếng thì mới tới được cái đảo đấy ok để cho nó thả trôi xong nha anh em sau khi ngủ thức dậy thì đánh một giấc buổi trưa tôi đã gần tới đảo và đậu phộng đó Tại sao nhìn từ xa tôi thấy có một cái gì đó, nguyên cái cái một cái máy bay hay một cái cột cột gì khổng lồ mà anh em Nó xéo xéo, bây giờ lại gần lại biến mất mẻ rồi, chả thấy cái gì vậy, chỉ là một hòn đảo bình thường hay sao ấy Nói chung con game này cơ chế giống như là đi từ đảo này qua đảo kia thôi anh em Xong rồi mình chọn một cái đảo nào đẹp nhất để mình xây nhà Kiểu vậy thôi à, sau mình uh, sinh tồn trên đây thôi chứ tôi cũng <laughs> à, con game này như cũng chả có cái cốt truyện hay cái gì quá. <laughs> ok. Đây là một cái con tàu chìm nữa nha, tôi không hiểu nữa. Để tôi tranh thủ bây giờ nè anh em, đúng rồi. Tôi thử tôi đi lặn đang buổi sáng nè. Tôi thử ghé lại ngay cái tàu đấm này thử tôi tôi nhảy xuống, tôi lặn xuống tôi xem thử coi nha anh em. Coi 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 buổi sáng nó sáng hơn mình có lụm được cái kho báu gì của dưới biển hay không. À quẹo qua tí đi bắt tài đây và tôi phải cẩn thận chứ không thôi là bị lạnh nha anh em bị lạnh trong con game này là cả một vấn đề đây ok tôi nghĩ ở đây là được rồi đó anh em bây giờ thì ok để bè ở đây đi tôi sẽ xuống thử xem xem có gì ở dưới à, ở dưới này cũng cạn quá này ôi tôi chết tôi rồi ôi ơi ngu quá tại sao nhảy xuống rồi sao chú ơi là chung ơi anh đẹp ơi tôi đã lặn xuống mà đeo cái ba lô tôi chết cô bè đó rồi như vậy bè ô như vậy đi vô đi vô đảo luôn được không đi vào luôn đúng rồi <laughs> bơi đi bơi đi đúng rồi bơi vô đảo luôn không thôi là chết chết kẹt mất cố lên cố lên chú ơi rồi xong rồi đây một sự chơi ngu máu tục hết rồi một chút nữa thôi anh ơi một chút của thôi thở thở am quýt thở thở đưa cái đầu lên mà thở đưa cái đầu lên mà thở đưa cái đầu lên gần một chút nữa thôi survival <laughs> chết về cô vãi, thôi theo tôi nhảy xuống mà tôi quên bỏ cái ba lô lại cái ba lô của tôi mẹ ngu ngột vừa yeah, tới đảo mới đậu phòng tới yeah. che ok em ơi coi như tập này dừng đây đi à, tôi cuối cùng tôi cũng đến một cái đảo mới rồi chỉ có điều là mẹ nó tự nhiên cái sự ngu ngục chơi lặn xuống biển mà đeo đá xuống như đi tự tử thì anh em đi bơi mà ôm cục đá theo bơi ok cảm ơn em nha hẹn anh em các tập sau anh em ơi bye bye và hẹn gặp lại